Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một con máy in Canon 6300DN. Con máy này có thể in được qua mạng và in hai mặt tự động nhá. Độ phân giải là 600 x 600 dpi, bộ nhớ là 16 MB. Ở khay khay tay này thì đựng được 50 tờ giấy nhá. Khay dưới này đựng được 500 tờ. Con máy này dùng hộp mực 0580 hoặc là hộp mực 319. Máy này của mình mới nhập hôm qua, máy rất là mới nha. Ai có nhu cầu mua máy in thì gọi điện hoặc là inbox cho mình qua số điện thoại 0977 547 123 nhé, để được tư vấn thêm nhé. Nhà mình thì bán tất cả các loại máy in Canon HP một mặt và hai mặt. Laser nữa. Xin cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhé. Nếu các bạn thích video của mình thì hãy like hoặc share cho mọi người cùng xem nhé. Nếu các bạn có thắc mắc gì hãy comment bên dưới để mình trả lời cho các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn.